clip cá voi xanh xuất hiện ở vùng biển Thanh Hóa. Trong lúc đánh bắt hải sản ngoài khơi, một ngư dân Thanh Hóa đã phát hiện một con cá voi xanh ở gần khu vực đảo Nẹ, cách bờ biển Thanh Hóa khoảng 26 hải lý. Chiều ngày 20 tháng 9, tin từ Ủy ban nhân dân xã Quảng Trường, huyện Quảng Hóa, tỉnh Thanh Hóa xác nhận có sự việc một ngư dân của xã trong lúc đi đánh bắt hải sản ngoài khơi đã phát hiện và quay clip lại hình ảnh một con cá voi xanh xuất hiện ở vùng biển Quảng Hóa. Theo thông tin từ anh Lê Trương Mích, sinh năm 1992, ngụ thôn Liên Minh, xã Hoàng Trường, huyện Quảng Hóa, trong lúc đi đánh bắt hải sản ở vùng khơi của huyện, anh đã phát hiện một con cá voi xanh gần khu vực đảo Nẹ, cách bờ khoảng 26 hải lý. Cá voi xuất hiện vào khoảng hơn 12 giờ ngày 12 tháng 9. Ban đầu, cá voi xanh ở xa bè lưới, nhưng sau đó nó tiến lại gần bè của chúng tôi. Với kinh nghiệm đi biển của mình, chúng tôi khẳng định đó là cá voi xanh nên đã dùng điện thoại di động quay lại, anh Mích kể. Theo anh Mích, con cá voi có chiều dài khoảng 8 mét. Vì khi tiến sát lại bè nó dài gần bằng chiếc bè, anh Mích ước lượng về chiếc bè của anh dài khoảng 10 mét. Đây cũng là lần đầu tiên có người dân Thanh Hóa phát hiện cá voi xanh xuất hiện ở vùng biển này. Trước đó, vào tháng 7 năm 2022, tại vùng biển Đề Kỳ, tỉnh Bình Định, một cặp cá voi xanh, cá mẹ, con đã được ghi nhận xuất hiện trong nhiều ngày. Cá voi xanh có tên khoa học là Balanoptera musculus. Đây là loài động vật lớn nhất được biết đến từng sống trên trái đất. Loài động vật biển có vú này thống trị các đại dương với chiều dài lên tới 30,5 mét và nặng hơn 200 tấn. Thank you.